Hương Nha xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và Hương Nha xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối ngày 17 tháng 4, ngày thứ tư. Thưa quý vị, vào lúc mà Hương Nha làm bản tin này thì chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thì cái bản báo cáo kết luận điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ được công bố dưới dạng đã được bôi xóa. Còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, nhưng mà quý vị đã có biết là có rất là nhiều diễn biến có thể gọi là một cái cuộc khủng hoảng trước khi mà bản báo cáo này được công bố. Đây sẽ là bản tin mà Hương Giang dành phần lớn thời gian ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào bản tin chính này thì Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị những cái bản tin quốc tế và bản tin Hoa Kỳ. Có một số điểm chú ý. Thứ nhất thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Cố vấn An ninh Quốc gia ông John Bolton đã thông báo là Mỹ đang thắt chặt lại những cái giao thương với Cuba. Cụ thể ở đây đó là về những cái giao dịch ngân hàng. Cụ thể ở đây đó là về vấn đề du lịch đến Cuba và chuyển tiền. Du lịch đến Cuba thì sẽ được thắt chặt lại, hay nói cách khác là bây giờ chính phủ của ông Donald Trump đang tìm cách đảo ngược lại những cái chính sách dưới thời Tổng thống Obama. Dưới thời Tổng thống Obama thì những người Mỹ gốc Cuba sẽ được du lịch về Cuba, tức là vấn đề mà du lịch sang Cuba thì được nới lỏng sau rất là nhiều năm, sau mấy chục năm mà hai bên không có mối quan hệ ngoại giao với nhau. Và thưa quý vị, có 12 hạng mục du lịch được cho phép dưới thời của ông Obama. Bây giờ thì chính phủ ông Donald Trump đang thắt chặt lại, chỉ còn cho phép, tức là thắt chặt lại những cái hạng mục khác mà chỉ còn cho phép là thăm thân nhân mà thôi. Thứ hai, về vấn đề mà chuyển ngoại tệ thì không có thắt chặt gắt gao như là vấn đề du lịch sang Cuba, mà cái vấn đề mà chuyển ngoại tệ thì nó được thắt chặt nhưng mà nhẹ hơn, bởi vì chính phủ cho biết là các viên chức của chính phủ cho biết là chính phủ không có muốn thắt chặt về vấn đề này. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tàu du lịch mà tàu biển từ Florida sang Cuba, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến những cái các hãng hàng không mà cung cấp các chuyến bay từ Mỹ sang Cuba. Bên cạnh đó thì cũng có cái việc thắt chặt tại ngân hàng. Những cái giao dịch tại ngân hàng mà giao dịch sang một cái nước thứ ba mà nó indirect, tức là không có trực tiếp nằm trong cái hệ thống ngân hàng của Mỹ, thì cũng sẽ bị thắt chặt lại. Và thưa quý vị, Kim Jong-un, lãnh tụ của Bắc Hàn, đã giám sát một cuộc thử nghiệm nguyên tử công khai. Và thưa quý vị, thử nghiệm về hỏa tiễn chiến thuật. Loại hỏa tiễn chiến thuật này là hỏa tiễn chiến thuật có tầm ngắn, tầm trung mà thôi. Tuy nhiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân và có gắn thiết bị dẫn đường. Và thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là Bắc Hàn là một cái, thưa quý vị, là rất là khó chơi. Và đây là cái cuộc thử nghiệm hạt nhân công khai đầu tiên kể từ sau khi mà cái hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Hà Nội. Chúng ta nhớ là ngay sau cái hội nghị thượng đỉnh này thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố là Bắc Hàn cho ông biết là họ sẽ không có thử nghiệm hạt nhân gì nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng, và đây cũng là một cái bản tin quốc tế lớn của ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì Mỹ và Trung Quốc thông báo là sắp tới, và thưa quý vị, sắp tới thì họ sẽ có, tức là vào khoảng đầu tháng 5 thì hai bên sẽ thương lượng, cùng ngồi xuống thương lượng các điều khoản về thương mại, một cái thỏa thuận thương mại face to face, là đối thoại trực tiếp. Và hy vọng là lần này hai bên sẽ đạt được cái thỏa thuận về thương mại, và sau đó vào cuối tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ ký kết cái thỏa thuận thương mại này. Đây là kế hoạch được truyền thông thông báo vào ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta thấy là lâu nay, trong từ đầu năm đến giờ thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều thông tin mà liên quan đến thỏa thuận thương mại, cho đến giờ thì vẫn chưa có thực hiện được. Liệu lần này Mỹ và Trung Quốc có đạt được thỏa thuận về thương mại hay không, chúng ta còn phải chờ xem. Và thưa quý vị, liên quan đến một cuộc săn lùng một người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 18 tuổi, Sopals từ Florida, đã đi sang tiểu bang Colorado, và cô ta bị ám ảnh bởi cái vụ thảm sát tại trường trung học Columbine ở Colorado, tại quận Jefferson, vào ngày 20 tháng 4 năm 1999. Và thưa quý vị, cuối tuần này là kỷ niệm 20 năm
ngày cái vụ thảm sát xảy ra tại trường trung học Columbine. Vào lúc đó thì hai thanh thiếu niên đã xách súng vào trường, đã tấn công và giết hại 12 bạn học cùng lớp cùng với một giáo viên tại đây. Và thưa quý vị, người phụ nữ này đã đi sang Colorado và cô ta đưa ra những cái lời đe dọa. Và lúc này thì nhà chức trách chưa có cho biết là cô ta đưa ra những cái lời đe dọa này trước hay là sau khi mà mua khẩu súng, một khẩu súng trường, khẩu súng cái loại mà người ta gọi là pump action, tức là cái loại mà bắn từng phát một, bắn rồi lên đạn rồi bắn tiếp. Và chúng ta chưa rõ là cô ta đưa ra những cái đe dọa như thế nào, nhưng mà ngay sau đó thì nhà chức trách địa phương cùng FBI đã tổ chức một cái cuộc săn lùng diện lớn. Và thưa quý vị, đội săn lùng có cả nhân viên SWAT và trang bị vũ khí hạng nặng. Và vào ngày hôm nay thì nhà chức trách đã phát giác ra được thi thể của người phụ nữ này, có thể là do cô ta tự sát. Và như vậy cái mối đe dọa đối với cộng đồng thì nó không còn nữa. Và thưa quý vị, quay trở lại với bản tin chính trong ngày hôm nay, còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa, thì bản báo cáo kết luận điều tra của ông Robert Mueller, mặc dù là một cái bản báo cáo bị bôi đen bôi xóa, sẽ được công bố. Nhưng mà theo kế hoạch hiện nay thì vào ngày mai vào lúc 9:30 sáng ngày mai theo giờ bờ đông, theo giờ miền đông của Hoa Kỳ, thì quý vị biết là Tổng trưởng Tư pháp William Barr cùng với Thứ trưởng Tư pháp là ông Rod Rosenstein sẽ có một cái buổi họp báo về bản báo cáo này. Rồi sau đó thưa quý vị, rồi sau đó khoảng 11-12 giờ trưa, tức là vài tiếng đồng hồ sau, thì bản báo cáo này sẽ được chuyển sang cho các quốc hội và sẽ được công khai. Và chính vì cái thông báo này đã làm dấy lên cái làn sóng chỉ trích, một làn sóng phẫn nộ từ dân chủ. Và thưa quý vị, ai là người thông báo về cái cuộc họp báo này đầu tiên quý vị biết không? Đó là Tổng thống Donald Trump. Có rất là nhiều chi tiết mà Hương Nha muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là cái bản báo cáo này thì như Bộ Tư pháp thông báo là vào hôm thứ Năm thì họ sẽ công khai cái bản báo cáo này, và bản báo cáo này sẽ được redacted, sẽ được bôi xóa, bôi đen những cái thông tin bí mật. Và quý vị biết ai là người bôi xóa? Thưa quý vị, Tổng trưởng Tư pháp ông William Barr cùng với một số thành viên trong ban điều tra của ông Robert Mueller sẽ bôi xóa, và họ dùng cái mã theo màu, tức là họ dùng 4 màu để bôi xóa. Mỗi một màu thì nó đại diện cho một cái loại thông tin, một cái hạng mục, một cái mục thông tin mà cần phải giữ bí mật. Đó là thông tin về đại bồi thẩm đoàn, thông tin về phương pháp và cách thức thu thập tình báo, thông tin về các nhân chứng, thông tin về các cuộc điều tra đang diễn ra. Và với cái cách là dùng màu như vậy thì khi người đọc đó họ sẽ biết là tại sao cái thông tin này bị bôi xóa, và cái thông tin bôi xóa này, cái thông tin cần được giữ kín này thì nó thuộc về cái thể loại thông tin nào. Và thưa quý vị, tại sao dân chủ họ lại phẫn nộ trước cái thông tin là ông William Barr tổ chức họp báo rồi sau đó mới công bố cái bản báo cáo? Bởi vì thưa quý vị, một cái điểm đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên thông báo về cái cuộc họp báo này. Và tờ New York Times vào cuối ngày hôm nay đã loan một cái bản tin thưa quý vị, đó là các viên chức của Bộ Tư pháp trong những ngày gần đây đã có nhiều cuộc trao đổi, nhiều cuộc nói chuyện thảo luận với Ban Cố vấn Pháp lý của Tòa Bạch Ốc về cái bản báo cáo của ông Robert Mueller. Chúng ta thấy gì trong cái câu chuyện này? Thưa quý vị, như vậy là trước khi mà bản báo cáo được công bố thì ông Donald Trump đã biết một số kết luận trong cái bản báo cáo này. Thứ hai là cái việc mà hai bên trao đổi như vậy thì nó sẽ chắp cánh cho ban pháp lý của ông Donald Trump, chắp cánh cho các luật sư của ông Donald Trump lên được cái chiến lược, lên được cái kế hoạch là sẽ đối phó, sẽ phản bác những cái điểm tiêu cực trong bản báo cáo này như thế nào. Như vậy là cái việc trao đổi này nó có một cái lợi cho các luật sư của ông Donald Trump. Và dân chủ không phải là họ phẫn nộ không có lý do. Thứ nhất là trước thông tin được tờ New York Times loan như vậy thì liệu có còn vấn đề minh bạch hay nữa hay không? Và thứ hai nữa, người ta trông chờ, cho dù thưa quý vị, một trong những lý do mà Hương Nhân chia sẻ với quý vị trước đây là có một số các nhà điều tra trong ban điều tra của ông Robert Mueller, sau khi mà ông William Barr gửi sang bản
gửi sang cho Quốc hội cái bản tóm tắt dài 4 trang, mà cái bản báo cáo là nó dài gần 400 trang, được ông William Barr tóm tắt lại trong vòng 4 trang. Thì các nhà điều tra của ông Robert Mueller đã tỏ ra hết sức là bất mãn, bởi vì họ cho rằng ông William Barr đã không tóm tắt đầy đủ những cái kết luận điều tra của họ trong cái bản báo cáo gửi cho Quốc hội. Điểm thứ hai nữa họ hết sức là quan ngại, bởi vì ông William Barr đã đưa ra, đã hình thành một cái quan điểm cho công chúng về cái bản báo cáo này trước khi bản báo cáo được công bố. Và như vậy, với cái cuộc họp báo vào ngày mai vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Tổng trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Tư pháp có mặt tại cái cuộc họp báo này mà không có bất cứ thành viên nào của ông Robert Mueller tại cái buổi họp báo này, thì như vậy ông William Barr đang củng cố cái quan điểm của công chúng về cái bản báo cáo này trước khi mà nó được công bố. Và thưa quý vị, đây chính là điều mà dân chủ họ phẫn nộ. Chỉ còn hơn 10 tiếng nữa thôi thì cái bản báo cáo này sẽ được công bố. Nhưng mà dân chủ hiện nay, các ông chủ tịch ủy ban tại Hạ viện do dân chủ kiểm soát, họ đang kêu gọi ông William Barr hãy hủy cái buổi họp báo này. Nhưng Nga không có nghĩ là, mặc dù cho đến giờ thì Bộ Tư pháp vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng mà Nga không có nghĩ là Tổng trưởng Tư pháp sẽ hủy cái cuộc họp báo vào ngày mai. Thưa quý vị, hiện nay đó thì đang có một cái sự căng thẳng trong cái số các cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Họ căng thẳng vì sao? Bởi vì họ quan ngại về cái cơn giận của Tổng thống Donald Trump nhiều hơn là cái bản báo cáo. Bởi vì cái bản báo cáo vào ngày mai đó, mặc dù đã bị bôi xóa rồi, bị bôi xóa những cái thông tin mật, nhưng mà cũng chỉ ra được là các cố vấn, cựu cố vấn của ông Donald Trump cũng như là các cố vấn đương nhiệm của ông Donald Trump, họ đã khai những gì cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Họ khai như thế nào, ở mức độ ra sao, và có gây tổn hại cho Tổng thống Donald Trump nhiều hay ít. Và như vậy, Tổng thống Donald Trump sẽ có cái cơn giận, và từ đó mới có thể thấy được cái lộ trình, cái đường đi của cái việc trả thù. Đây là điều mà hiện nay các cố vấn của ông Donald Trump rất là quan ngại. Và một nhân vật mà người ta nhắc tới nhiều nhất đó là cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc, đó là ông Mishkan. Mishkan đã có ngồi nói chuyện với ban điều tra của ông Robert Mueller đến 30 tiếng đồng hồ, mặc dù các luật sư của ông cho biết là không có, ông không có cung cấp cái thông tin nào gây tổn hại cho Tổng thống Donald Trump cả. Nhưng mà quý vị biết, truyền thông vào sáng ngày hôm nay cho biết là Tổng thống Donald Trump cũng hết sức là căng thẳng. Và ông, mặc dù ông vui vì cái kết luận của Robert Mueller là không có thông đồng, không có cản trở công lý, nhưng mà những cái thông tin mà được các cố vấn của ông đưa ra, những cái thông tin về hành vi của Tổng thống, thì có thể làm mất mặt ông, có thể làm cho hình ảnh của ông trở nên tiêu cực. Thì đây là điều mà Tổng thống Donald Trump đang hết sức là quan ngại. Và cố vấn pháp lý của ông hiện nay họ đã hoàn tất được cái chiến lược là sẽ phản bác, sẽ bác bỏ những cái thông tin tiêu cực đó như thế nào. Và nếu đúng theo New York Times thì với sự góp tay của Bộ Tư pháp. Và bây giờ liệu như vậy có đúng theo lời tuyên bố của ông William Barr tại các phiên điều trần chứng thực là ông sẽ tìm mọi cách để giữ được cái sự minh bạch của Bộ Tư pháp, cung cấp thông tin càng nhiều càng tốt. Và theo tờ Washington Post đưa ra vào loan tin vào cuối ngày hôm nay cho thấy là cái bản báo cáo này ngày mai sẽ được bôi xóa, không có phải là bôi xóa rất là nhiều mà chỉ có lightly thôi, tức là bôi xóa ít. Chúng ta chờ xem và thử là có phải chính xác như vậy hay không. Thứ hai nữa là Washington Post họ cũng loan một cái tin, sở dĩ Robert Mueller không có đưa ra được kết luận là Tổng thống Donald Trump có cản trở cái cuộc điều tra, có cản trở công lý hay không, bởi vì họ không thể xác định được cái ý định của ông Donald Trump. Rất là khó để xác định cái ý định của ông Donald Trump. Và tờ Washington Post dựa vào các nguồn tin cho biết là các nhà điều tra của ông Robert Mueller họ đã xem hết sức là kỹ lưỡng từng cái mẫu tweet của ông Donald Trump, từng cái lời đe dọa của ông Donald Trump. Và họ có chứng cứ, nhưng mà cái vấn đề ở đây
là Tổng thống Donald Trump không có ngồi xuống nói chuyện với ban điều tra của ông Robert Mueller, không có ngồi xuống nói chuyện với công tố viên đặc biệt. Vì vậy, thật khó cho họ để xác định thực sự cái ý định của Tổng thống là như thế nào. Chính vì vậy mà cái quyết định có cản trở công lý hay không thì nó rơi vào tay của ông Tổng trưởng Tư pháp và ông Thứ trưởng Tư pháp Rosenstein. Và hai người này đã đưa ra cái kết luận là không có cản trở công lý. Nhưng mà cái bản báo cáo ngày mai nó sẽ làm hé lộ những cái thông tin mà dân chủ họ tuyên bố là có thể có những cái thông tin mà giúp cho họ trở ở lại cái thế thượng phong và có thể là làm cho ông William Barr rơi vào cái thế nguy hiểm. Tại sao thưa quý vị? 400 trang mà còn có 4 trang, và quý vị nhớ một cái điểm nữa mà dân chủ hết sức phẫn nộ, đó là ban điều tra của công tố viên đặc biệt. Họ ngoài cái bản báo cáo gần 400 trang thì họ còn làm những cái bản, họ còn chuẩn bị sẵn những cái bản tóm tắt, những cái bản tóm tắt về kết luận điều tra. Nhưng mà Tổng trưởng Tư pháp lại không có dùng những cái bản báo cáo này. Ông tự đưa ra cái bản báo cáo của riêng ông 4 trang. Đây là điều mà dân chủ họ đặt dấu hỏi. Và nếu như vào ngày mai cái bản redacted này, cái phiên bản bị bôi đen này, nó cho thấy những cái thông tin mà bất lợi cho Tổng thống Donald Trump nhiều hơn so với những gì ông William Barr chỉ ra trong 4 trang của mình, thì William Barr sẽ rơi vào cái thế nguy hiểm. Dân chủ họ không có nói giỡn về điều này. Bởi vì từ lâu nay, kể từ khi mà ông William Barr nhậm chức, những cái tuyên bố của ông đã khiến cho dân chủ không có tin cậy vào người đàn ông này. Như là bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, bà bảo bà chỉ có tin Robert Mueller thôi, chứ bà không có tin William Barr. Và William Barr có một lịch sử là bảo vệ Tổng thống. Mặc dù trong cái phiên điều trần mới đây thì ở Tổng trưởng Tư pháp, ông bảo rằng khi được dân chủ hỏi, một vị dân biểu dân chủ hỏi là liệu ông có redact những cái thông tin, tức là ông bôi xóa những cái thông tin mà để bảo vệ Tổng thống hay không, thì ông tuyên bố thẳng thắn là không. Ở đây ông muốn nói là ông chỉ redact những, bôi xóa những cái thông tin mà bảo vệ một quyền riêng tư, bảo vệ cả một cá nhân nào đó, chứ không phải một viên chức chính phủ. Thưa quý vị, có rất là nhiều diễn biến, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi cái bản báo cáo này sẽ được công khai. Nhưng mà có rất là nhiều cái diễn biến hiện nay. Dân chủ thì phẫn nộ, Cộng hòa không có lên tiếng gì hết. Các cố vấn của ông Donald Trump thì trong tình trạng căng thẳng. Rồi ban cố vấn pháp lý của Tổng thống Donald Trump thì đang ở trong cái tình trạng là lên dây cót, để ngày mai khi mà cái bản báo cáo này được công bố thì họ sẵn sàng đáp trả, sẵn sàng phản bác. Nhiều diễn biến đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị có biết là ai sẽ có lợi, quý vị biết không? Amazon. Bởi vì vào ngày hôm nay, mặc dù cái bản báo cáo này chưa được công bố, mà ngày hôm nay những cái ấn phẩm mà liên quan đến bản báo cáo này nó nằm ở xếp hạng đầu tiên ở trên Amazon. Cái sự chờ đợi nó đã thúc đẩy cái việc này. Quý vị có biết là có một ấn phẩm ở trên Amazon đó thông báo là ấn phẩm mà bằng in đó, bằng bản in thì sẽ có vào ngày 30 tháng 4 và với giá là 9 đồng 20 xu. Còn ấn phẩm điện tử, tức là ở trên Kindle, thì sẽ có ngay lập tức, chỉ vài phút sau khi mà Bộ Tư pháp công bố cái bản báo cáo này. Và ấn phẩm Kindle là 7 đô 99. Và quý vị biết là bây giờ cái ấn phẩm này ở trên Amazon là xếp hàng đầu bởi vì cái sự chờ đợi. Điều này cho thấy là công chúng đang hết sức là quan tâm. Bên cạnh đó thì Washington Post họ cũng có cái ấn phẩm riêng của họ, trong đó họ sẽ đi kèm những cái phân tích từ giới ký giả. Mà quý vị biết rồi, bây giờ các cơ quan truyền thông thì họ đều hứa là ngay sau khi cái bản báo cáo này được công bố thì họ sẽ đăng ở trên cái mạng của mình. Có rất là nhiều diễn biến phải không quý vị? Cuộc điều tra kéo dài 22 tháng. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2017 thì ông Robert Mueller được
bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Và ông đã hình thành, ông đã lãnh đạo cái cuộc điều tra này dưới sự giám sát của ông Russell Sunstein sau khi Tổng trưởng Tư pháp Jack Sessions rút khỏi cái cuộc điều tra bởi vì ông đã khai mang về cái sự liên lạc của mình với Đại sứ quán Nga. Và thưa quý vị, Robert Mueller đã hình thành cái ban điều tra của mình với cộng thêm bản thân ông nữa, là như vậy có tổng cộng 19 công tố viên liên bang. Bên cạnh đó còn có khoảng 40 các nhà điều tra của FBI và nhân sự. Như vậy là tổng cộng 59 người trong cái cuộc điều tra này. Và cái cuộc điều tra này nó tiêu tốn lên số tiền triệu Mỹ Kim. Và cuộc điều tra của ông Robert Mueller, thưa quý vị, đã tống ra 2.800 trác đòi, thẩm vấn 500 nhân chứng, 500 trác khám xét và liên lạc reach out đến 13 chính phủ ở bên ngoài. Có 35 cá nhân và các thực thể bị truy tố, và trong đó có những nhân vật ở nằm trong vòng thân cận với ông Donald Trump. Đó là như là cựu cố vấn vận động tranh cử Paul Manafort, như là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, hay là cựu luật sư tư Michael Cohen. Và cái cuộc điều tra này, thưa quý vị, được xem là chiếm kết quả cuộc điều tra này. Mặc dù Tổng thống Donald Trump coi cuộc điều tra này là săn lùng phù thủy, nhưng mà kết quả của cuộc điều tra này thì đối với ông Trump là một chiến thắng, đối với những cử tri ủng hộ ông Donald Trump là một chiến thắng. Nhưng mà cái bản tóm tắt của ông William Barr nó để ra nhiều câu hỏi quá, nó vẫn còn nhiều câu hỏi quá. Thứ nhất là liệu có phải là Robert Mueller có chứng cứ về cái sự thông đồng nhưng mà không có đưa ra, tức là không có quy tội hay không? Có chuyện này hay không? Hay là không có chứng cứ nào hết? Hay là có chứng cứ mà chứng cứ không có đủ mạnh? Đây là vấn đề người ta quan tâm. Và vấn đề thứ hai, tại sao Mueller không có truy tố ông Donald Trump cản trở cuộc điều tra? Thì bây giờ như Hương Nga trao đổi với quý vị, đó là theo nguồn tin mà Washington Post có được, là sở dĩ Mueller không có đưa ra được cái kết luận là ông Donald Trump cản trở công lý, bởi vì khó cho họ khi mà xác định là ý định của Tổng thống, bởi vì không có ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với ông, mặc dù họ có chứng cứ. Chính vì vậy mà họ cũng không có giải tội cho ông Donald Trump. Và tại sao, cái câu hỏi đặt ra là tại sao các nhà điều tra của ông Robert Mueller cho rằng, một số các nhà điều tra của ông Robert Mueller cho rằng cái kết luận của họ nó tiêu cực đối với ông Donald Trump nhiều hơn so với những gì ông William Barr chỉ ra trong cái bản báo cáo. Và ngày mai William Barr sẽ giải thích về việc bôi xóa những cái thông tin ở trong đó của mình như thế nào. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta thấy cái cuộc điều tra 22 tháng kéo dài, mà Hương Giang nói với quý vị giống như là một bộ phim chuyện nhiều chương nhiều tập. Nhưng mà thực ra cho đến giờ phút này, Hương Giang chỉ nghĩ là lâu nay chỉ là khúc dạo đầu thôi. Ngày mai chiến tranh mới thực sự nổ ra. Chúng ta chờ xem. Và chắc chắn ngày mai Hương Giang sẽ cập nhật đến quý vị thực sự là đứng đằng sau, thực sự trong cái bản báo cáo 400 trang này như thế nào. Liệu sắp tới cái gì nó sẽ diễn ra sau đó, thưa quý vị? Cái gì nó sẽ diễn ra sau cái bản báo cáo, sau khi bản báo cáo được công bố? Dân chủ thì bây giờ họ đang phẫn nộ và họ bảo rằng nếu dân chủ thì Hạ viện Dân chủ thì họ nắm trong tay cái quyền lực về trác đòi. Nếu cần họ có thể lôi ra tòa luôn. Bởi vì có rất là nhiều cái điểm như Hương Giang đã phân tích nãy giờ cho quý vị, nó không có được giải đáp, nó không có giải đáp được. Chúng ta chờ xem diễn biến nó sẽ như thế nào. Ngày mai sẽ là một ngày bùng nổ. Chúng ta chờ xem, thưa quý vị. Và đây, Hương Giang tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng, thư giãn. Và quý vị biết là ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi bây giờ hiện nay thời tiết đang ấm áp nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Như vậy là gần
như vậy là 3 tháng rưỡi thì miền Bắc California, cụ thể là vùng vịnh San Francisco mới có được cái nhiệt độ ấm áp vào ngày mai. Thì quý vị biết là nhiệt độ ở San Francisco có thể là trên 70 độ F. Phía đông vịnh có những nơi lên đến trên 80 độ F. Và phía nam vịnh, tức là nó xa cái vịnh đi, thì nhiệt độ cũng trên 85 độ. Ngày mai được xem là ngày ấm áp nhất, rồi sau đó cuối tuần thì nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ xuống. Giá xăng thì vẫn lên cao. California thì giá xăng bây giờ nó lên tới 4 đô một gallon rồi quý vị. Và không biết bao giờ thì tình trạng xăng, giá xăng nó bị giảm. Theo thông thường đó thì vào mùa hè thì xăng sẽ tăng bởi vì nhu cầu đi lại nó cao hơn. Nhưng mà quý vị biết là sở dĩ như Hương Nha chia sẻ trước đây, sở dĩ cái giá xăng nó đang tăng cao là do các nhà máy lọc dầu họ bất ngờ có những cái cuộc tu bổ mà nó không có nằm trong kế hoạch. Bên cạnh đó thì tiểu bang California thì luôn luôn giá xăng cao bởi vì tiểu bang California là tiểu bang mà có những cái luật về môi trường rất là khắt khe. Và xăng tiêu thụ ở đây thì phải theo cái quy định, theo cái luật là phải có những cái phụ gia mà để thưa quý vị tuân thủ theo cái quy định về môi trường. Chính vì vậy mà giá xăng của California luôn luôn cao hơn với những tiểu bang khác, bên cạnh ngoài cái nhu cầu rất là cao ở đây. Và thưa quý vị, Hương Nha xin ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây, và ngày mai thì Hương Nha sẽ tiếp tục cập nhật quý vị, sẽ cho quý vị biết là có gì trong cái bản báo cáo được redacted, được bôi xóa cả bản báo cáo của ông Robert Mueller. Và như Hương Nha chia sẻ trước đây thì cái phiên điều trần của Robert Mueller trước các ủy ban của Hạ viện sẽ là được xem là cái phiên điều trần nóng hổi, sẽ được xem là cái phiên điều trần thu hút nhiều sự chú ý nhất. Và thưa quý vị, kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.